Chào mừng các bạn đã đến với lớp học truyện tranh. Xin cậu bé bút chì đã quay trở lại rồi đây. Chưa bao giờ lớp học Hoàng Dương bất ổn đến thế. Tất cả cũng chỉ vì mấy củ khoai lang. Tại sao phải tranh giành nhau nhỉ? Các bạn hãy theo dõi trong video này nhé. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ chứng kiến câu chuyện cảm động của thầy hiệu trưởng và chàng sinh viên tương lai Yonro. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng vào lớp thôi. Tập phim Cuộc chiến giành khoai. Mới sáng ra, thầy hiệu trưởng đã đào bới trông khá mệt nhọc, đào được một cái hố rồi đổ gì đó xuống, trông cứ như là đổ rác trộm ấy nhỉ. Bên ngoài thấy chiêu chiêu trời mát, còn bên trong lớp học, các em đang nổ ra chiến tranh cực kỳ căng thẳng. Mục đích của cuộc chiến này là giành khoai lang. Chuyện là cô giáo vừa đem đến một thùng đầy khoai trông rất ngon, chưa kịp giới thiệu thì cả đám đã lao vào tranh giành nhau như hổ đói. Đứng ngoài cuộc chiến này là Maso, thật ra là đứng ngoài khóc vì không chen vào đám đông được, trông tội ghê. Một người nữa cùng đứng ngoài, cơ mà ngầu hơn, đó là Kazama. Cô bạn cho rằng việc gì phải tranh giành nhau vì mấy củ khoai lỏ, củ nào chả giống nhau, chen chúc mất trật tự là hạ thấp giá trị bản thân đấy. Nên mặc kệ, chỉ nhẹ nhàng truyền bá tư tưởng rằng giữa một thùng khoai, nếu có được củ khoai to nhất, ngon nhất, chẳng phải sẽ vươn lên top 1 được các bạn xung quanh ngưỡng mộ sao? Kazama không quan tâm cho lắm. Lúc này, chị đã thoát ra ngoài, trên tay cầm hai củ khoai, cô cậu vẫn nhớ lấy cho Kazama một củ. Tốt bụng thật đấy, nhưng nhìn kỹ lại thì củ của Kazama bé tí tẹo, không đủ nhét kẽ răng, so với củ khoai của Shin thì đúng là một trời một vực. Cuối cùng, Kazama vẫn phải lao vào giành khoai, làm sao chịu nổi khi mình phải nhận củ khoai bé chứ? Thấy căng thẳng quá, cô giáo phải can gấp, thu hết khoai lại, dạy các em tranh đua một cách văn minh, không chơi bạo lực như thế. Lúc này, thầy hiệu trưởng gọi cô giáo ra ngoài để nhờ nhóm lửa giúp. Thì ra ban nãy, thầy hiệu đào đất là để tạo hồ nướng bằng lá khô, đợi các em chọn khoai xong thì ra nướng. Được rồi, trong lúc cô ra ngoài, các bạn nhớ phải tranh đấu thật văn minh đấy nhé. Tổ đội Kasekabe vốn nắm chùm cả khu phố nên dẫn đầu tổ chức cách chia khoai. Kazama hỏi xem có ai thích khoai nhỏ thì giơ tay lên trước. Không có ai. Có ai no rồi, không cần ăn khoai to thì giơ tay lên. Không ai luôn. Phương án tiếp theo do Bo đề xuất, chơi oản tù xì. À, được đấy. Cả lớp nhanh chóng vào việc. Lần 1, hòa. Lần 2, hòa. Rồi lần 3, lần 4. Cứ thế đến khi cả lớp mệt mỏi dã rời, vẫn không có kết quả. Bo đề xuất chia nhóm ra đấu cho dễ. Người được cử ra đấu đại diện cho đội phòng vệ Kasekabe là Shinosuke. Cậu bước lên chấm dứt chiến. Vừa vào vị trí, Kushin đã thấy đối thủ sử dụng chiêu thức lạ, lập tức rén và lui về hậu ý. Thật ra có mỗi Shin thấy lạ thôi, trò này ai chả biết. Trước khi ra đòn phải giấu động tác tay để đối thủ không có thời gian liếc nhìn, chứ ngây thơ như Shin đảm bảo thua là cái chắc. Ok, kiến thức đã được tiếp thu, tuyển thủ Shin ra trận. Trời ạ, cô cậu nắm tay mãi không chịu ra, đến lúc các bạn ra hết Shin ra sau, thế mà vẫn thua được, lạy luôn. Nhóm Shin đã mất cơ hội chọn đầu, Shin bại trận trở về ăn chửi no bụng. Mọi người cử Maso đi gỡ gạc. Thấy cô bạn có vẻ yếu nên thúc giục bằng cách dọa nạt. Còn quân sư Kazama đã có chiến thuật tốt. Kazama manh nước cho Maso ra cái bao vì các bạn kia có xu hướng không dùng đến kéo. Chiến thắng chưa bao giờ dễ đến thế. Maso thêm phần tự tin bước lên sàn đấu. 1, 2, 3, ra cái bao, thắng rồi. Khoan đã bạn ơi, lượt đầu luôn phải ra búa để bắt nhịp mà. Maso phạm luật, thua. Thôi xong, kết quả này đã đem về cho Maso một trận muối mặt trước bà chán Nene. Hai lựa chọn ngon nhất đã mất, giờ chỉ còn 3 nhóm, nếu chúng ta thắng, có thể vớt vát vài củ cỡ vừa. Kazama tự tin xung phong đấu lượt này, chiến thuật vừa dùng của cậu là hoàn hảo, chỉ là Maso không biết luật thôi. Các bạn tin vào Kazama, ủng hộ các bạn ra trận. Phát đầu ra búa này, sau đó thì là bao, dễ như ăn bánh. Cái gì? Sao lại có cái kéo thế kia? Thôi xong, chiến thuật của Kazama ra chuồng gà. Chỉ còn lượt cuối, còn thở còn gỡ, bọn con trai nói thì hay mà chả được tích sự gì. Lần này, để chia đại ra tay. Nên về khi thế bùng nổ, mọi thứ đều hoàn hảo, mối tội chiến thắng vẫn chưa thể đâu. Và thế là, 5 củ khoai bé nhất lớp đã thuộc về đội phòng vệ Kasekabe, ai nấy đều thất vọng tràn trề. Thôi thì có gì ăn nấy, nhưng củ to nhất trong 5 củ vẫn phải là của Nene. Cô bạn bắt Maso đối với mình, nên Maso nhận về củ bé nhất trong thùng, cậu bạn khóc tu tu. Các bạn không đồng ý, quyết đòi lại công bằng cho Maso. Và điều gì đến cũng phải đến, khi quay lại lớp, cảnh tượng cô giáo thấy vẫn là một trận hỗn loạn bắt nguồn từ lục đục nội bộ của nhóm Shin. Tầm này thì cô chịu thua các em rồi. Tập phim Muốn ngắm hoa sương rồng. Mùa đông đã đến, trời lạnh nên các bạn rủ nhau chơi mấy trò hoạt động cho ấm. Thế là đám con trai chuyền bóng, mà chuyền nhẹ thôi để đồng đội còn đỡ được. Đằng này ông Shin chơi sút bóng, làm văng mấy mét. Vì bóng ở hướng Maso nên cậu tự ra đi nhặt, chứ đợi Shin có mà hết giờ chơi mất. Lúc này, bóng đã lan ra xa đến góc sân, một chỗ hẹp sau trường. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu ngay phía trên đó là cửa sổ phòng giáo viên. Có thầy hiệu trưởng đang ló đầu ra ngoài, thẫn thờ nhìn gì đó. Đúng lúc Maso đến thì thầy nở nụ cười cực kỳ nham hiểm. Maso sợ té ra quần, cong đuôi chạy gấp. Bảo sao Shin nay gọi thầy là bang chủ. Cô Matsuzaka cũng vừa vào phòng giáo viên, cô không chịu được cái lạnh của mùa đông, chắc người cô đơn thường hay thế. Đang mong được chút ấm áp thì cô đã phải nổi hết da gà khi thấy thầy hiệu trưởng quay lại với gương mặt nham hiểm,
y hệt lúc dọa Maso sợ chết khiếp, cô nhờ thầy đóng hộp cái cửa sổ thì nét mặt của thầy mới bình thường trở lại. Thầy bày tỏ mình rất vui khi được thấy các em chơi đùa trong thời tiết mát mẻ như này. Sau trải nghiệm kinh hoàng, Maso gọi ngay cho các bạn để kể lại về điệu cười đáng sợ của thầy hiệu trưởng. Sợ các bạn không hình dung được, Maso đeo kính lên diễn y đúc những gì thầy đã làm. Nhìn qua đó thôi, các bạn cũng lạnh hết cả sống lưng. Không thua gì các học sinh, hội giáo viên cũng bàn tán sôi nổi tám chuyện xuyên tiết học sau lời kể của cô Matsuyaka. Đã thế, các cô còn giàu trí tưởng tượng hơn cả học trò, suy diễn đủ thứ từ điệu cười của thầy hiệu trưởng, còn dặn nhau phải cẩn thận nữa cơ. Trong lớp đó, thầy hiệu trưởng tiếp tục đi thăm các em, phát hiện một em đang ngồi khóc mà không biết tại sao. Thầy bế học trò lên, ân cần hỏi xem gặp chuyện gì, thế quái nào em ấy lại khóc to hơn. Đúng ra là hoảng sợ, tất cả đều do điệu cười nham hiểm của thầy. Kiểu này chắc chắn là vấn đề kỹ năng rồi, thầy phải hạn chế cho mọi người thấy điệu cười của thầy đi. Sau chuyện này, thầy bồn không nói lên lời, cảm thấy bản thân không phù hợp để chăm lo cho các em nhỏ. Thầy bông chin hay đâm chọc mấy câu làm tâm trạng của thầy tụt hẳn xuống đáy sâu. Các cô cố an ủi thầy và hỏi thăm xem mấy hôm nay thầy có chuyện gì vui mà cười nhiều thế. Được cô hội chia sẻ, thầy hiệu trưởng dẫn mọi người đến cửa sổ phòng giáo viên. Thì ra ở đó là một cây xương rồng đang có nụ, hoa của nó sắp nở. Đây không phải là một cây xương rồng bình thường, nó thuộc loại quý hiếm với hoa rất rất đẹp. Vì thế mà thầy trông ngóng mỗi ngày. Khi nó có nụ thì ngày nào thầy cũng cười tươi như vậy đó. Hiểu được niềm vui của thầy, các bạn nhỏ cũng hóng hoa của cây xương rồng, ngày nào cũng đến phòng giáo viên kiểm tra. Nhưng không may, lần này các bạn hậu động vì muốn ngắm kỹ nên đã làm rơi chậu cây xuống đất. Bất ngờ thầy hiệu trưởng lao ra như một vị thần, đỡ được cái cây. Sau chuyện này, thầy quyết định không để cái cây ở phòng giáo viên nữa. Ai cũng tưởng thầy sẽ đem về nhà nên nài nỉ thầy mãi, hứa không phá phách đủ kiểu. Thầy có bảo đem về nhà đâu. Ngược lại, thầy đã đem nó ra vườn của trường, ở đây thì ai cũng sẽ được ngắm một cách dễ dàng. Các em thấy thế thì vui lắm, thần tượng thầy luôn đấy chứ. Một hôm nọ, thầy hiệu trưởng tranh thủ giờ ra chơi, vừa theo dõi các em vừa chăm bón cho cây. Hội con trai lại chơi chuyền bóng và Shin vẫn cứ trò sút bóng ấy. Lần này nặng hơn, quả bóng bay ra tận ngoài đường. Kazama leo ra ngoài lấy nhưng không để ý có một chiếc xe đang lao tới. Khi phát hiện thì chân đã cứng đờ không thể né tránh. Người lái xe bất ngờ quá nên không phản ứng kịp. Thầy hiệu trưởng ở gần đó đã nhận thức được tình huống, tiện tay đang cầm cây xương rồng ném thẳng vào tay phanh của người lái xe, kích cho chú bóp phanh đúng lúc. Rất may không ai bị thương cả. Sau cú ném ấy, cây xương rồng tàn tạ không sống được nữa. Vì chuyện này mà Kazama cảm thấy vô cùng có lỗi. Thầy an ủi rằng Kazama an toàn là tốt rồi, cây xương rồng biết mình làm được việc tốt nó cũng sẽ vui lắm. Vài ngày sau, trong lúc thầy hiệu trưởng chăm bón vườn cây, Kazama cùng các bạn và các cô đem đến cho thầy một cây xương rồng mới. Dù nó không phải loại quý hiếm như cái cây kia và cũng chưa có nụ, thầy hiệu trưởng vẫn cảm động rơi nước mắt và tâm sự rằng các em đã là những nụ hoa đẹp của thầy rồi. Tập phim căng thẳng trước khi thi. Cuối cùng ngày mai cũng tới. Ủa, ngày gì thế nhỉ? À, là ngày thi đại học lần thứ N của chú Yonro. Đêm hôm ồn ào thế này ai mà ngủ được, kiểu gì cũng bị hàng xóm mắng trong một trận. Trong lúc chú đang hào hứng về sự kiện ngày mai, Shin từ đó xuất hiện, nhắc nhẹ về chiến tích thi rớt không hồi kết. Đúng là sắt muối vào vết thương mà. Yonro khẳng định đây sẽ là lần cuối cùng, chắc chắn sẽ đỗ. Thấy quyết tâm to lớn của ông chú, Shin cũng đành động viên, tạo đà cho ông chú mơ mộng về cuộc sống đại học màu hồng, được tung tăng vui đùa cùng các em gái sinh viên xinh xắn, đáng yêu. Sợ ông chú ảo tưởng quá đà, Shin nhắc kỹ lần nữa, phải đỗ mới được trải nghiệm ước mơ đó nha. Đêm rồi, để chú ngủ mai còn đi thi cho tốt nào. Mẹ Mise gọi Shin về ngủ và không quên chúc chú Yonro bình tĩnh thi tốt. Lời chúc gãy đúng chỗ ngứa, làm gợi lại bao nhiêu cay đắng từ những lần thi trượt. Nhân cơ hội này, Yonro kể luôn lý do thi trượt cho nhà Nora nghe, tất cả cũng vì hai chữ bình tĩnh. Vào lần thi đầu tiên, do quá căng thẳng nên đêm trước ngày thi, Yonro không ngủ được. Hôm sau vào phòng thi ngủ như được mùa, không biết trời đất gì luôn. Năm thứ hai đã khắc phục sự cố ngủ gật thành công, nhưng vì quá căng thẳng nên Yonro đi nhầm đến trường đua ngựa thay vì trường thi. Cùng lỡ rồi, coi như đen học đỏ bạc, Yonro cá cược xem sao, kết quả thua trắng tay. Lần gần nhất là năm vừa rồi, mọi thứ đều hoàn hảo, trừ cái bụng. Cũng do căng thẳng quá nên bụng của Yonro không yên, cắm trại trong nhà vệ sinh đến hết giờ thi luôn. Sau câu chuyện này, nhà Nora nhận ra chú Yonro là người tâm lý yếu, dễ căng thẳng và có phần hậu đậu. Điều đó có nghĩa là Yonro chưa bao giờ thi trượt vì thực lực. Trên cơ sở đó, cả nhà động viên chú Yonro rất nhiều, rằng chú đã khổ luyện suốt 3 năm, kiến thức và kỹ năng gấp 3 lần các sinh viên khác, chắc chắn sẽ đậu thôi. Nghe thế, Yonro phấn chấn hẳn, quyết giữ bình tĩnh để chiến thắng số phận. Đúng lúc ấy, nhà Nora trông thấy tờ giấy tất thắng treo trên tường phòng và phát hiện chú viết sai chính tả. Ôi trời ơi, cơ bản như vậy mà còn sai thì sao thi đại học đây? Thôi xong rồi, chết tôi rồi. Yonro khóc bù lu bù loa, hàng xóm dưới nhà mất ngủ lần hai. Bố Hiroshi phải vội trấn an, trong bài thi không có chữ tất thắng đâu mà lo. Shin nhanh nhảu bồi thêm, đúng rồi ạ, chỉ có mấy chữ khó hơn thôi. Nghe thế, Yonro tuyệt vọng hẳn luôn, lật sách ra cố nhồi nhét kiến thức trong vô vọng. An ủi một lúc, Yonro cũng chấp nhận đi ngủ cho thoải mái đầu óc. Nhà Nora cũng dọn chỗ ngủ xong xuôi và vào giấc. Chợt, bên kia bức tường phát ra tiếng hét thất thanh, lại là chú Yonro. Chú căng thẳng quá độ, cứ nghĩ mãi về bài thi, không tài nào ngủ được. Shin đề xuất một ý hay, đếm các em gái cổ vũ sẽ dễ đi vào giấc mơ lắm đấy.
Được đấy nhở? Yondo lập tức nằm xuống và đếm. 1, 2, 3. Trời ơi không được, mấy em gái đấy dễ thương quá, càng khó ngủ hơn. Vậy thôi, chú đếm cái gì ngược lại đi. Như mẹ Mise chẳng hạn. Yondo tưởng tượng ra mẹ Mise rồi xây sờ mặt mày. Càng khó ngủ hơn vì mắc ói. Nhưng lúc như thế này, phải dùng đến chiêu cuối, làm tí cồn vào người cho ấm. Có vẻ khá ok đấy, ai cũng đã hòa cùng màn đêm tĩnh lặng. Sáng hôm sau, mẹ Mise tỉnh giấc, hốt hoảng vì sợ cả nhà ngủ quên. Vén màn che nhìn sang bên kia, mẹ ngất xỉu đến nơi khi thấy chú Yondo sau một đêm uống rượu thì vẫn tỉnh bơ, nhìn như xác sống, không ngủ được tí nào. Còn ông chồng say khướt đến giờ vẫn chưa dậy, ôm chai rượu như ôm em đồng nghiệp, bực không cơ chứ. Cũng may là còn khá sớm, nhà Nora cùng chú Yondo ăn sáng rồi mới lên đường. Cơ mà chú không ngủ được nên xanh xao quá. Bố Sung Phong đi cùng chú đến trường thi. Lúc này, ở cổng có tiếng chào, đó là chị Nanako xinh đẹp. Shin chưa kịp chạy ra ôm đã bị chú Yondo chắn đường. Chú choáng ngợp trước sự xinh đẹp của Nanako, một nữ sinh viên đại học. Nhân cơ hội này, cả nhà Nora tung đòn động viên. Nếu đậu đại học, chú sẽ được làm quen với những nữ sinh như thế đó. Động lực tăng mạnh, Yondo hăng hái chạy đi thi ngay. Chiều hôm ấy trở về, đó là lần đầu tiên Yondo vui vẻ sau kỳ thi, vẻ mặt mãn nguyện với những gì mình đã làm. Câu nào làm được, chú ấy đều làm hết, còn mấy câu không làm được thì đều bỏ qua. Ủa, sao nghe cứ cần thế nhỉ? Mà thôi không sao, kết quả có thế nào, chú cũng sẵn sàng đón nhận. Nhà Nora tâm lý mời chú món bánh cá nướng thơm ngon. Chúc mừng chú Yondo đã hoàn thành kỳ thi. Shin khen bố có tấm lòng ấm áp là bố ngại quá trời. Đêm hôm ấy, Yondo cuối cùng cũng có cho mình giấc ngủ thoải mái. Shin có vẻ hiểu chú lắm, biết chú ấy cần gì nên rón rén đến bên cạnh. Đến hộ chú về ba cô em cổ động viên xinh đẹp, giấc mơ của chú ấy đã đẹp hơn nhiều rồi đấy. Và đó là những câu chuyện thú vị của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi thức phúc của này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ lớp mình nha. Chúng ta sẽ quay trở lại với nhiều câu chuyện hấp dẫn hơn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.